Cuộc phản công mùa hè của Ukraine đã chính thức được tiến hành. Các lực lượng Ukraine đang tấn công với các trận đánh ác liệt được báo cáo trên khắp miền đông của đất nước. Quân đội Ukraine và Nga đang vật lộn chiến đấu để giành lợi thế. Tuy nhiên, các chuyên gia Mỹ cho rằng chiến dịch mùa hè của Ukraine mới chỉ là thăm dò bởi 12 lữ đoàn tấn công của Ukraine được NATO huấn luyện vẫn chưa xuất hiện trên chiến trường. Điều này cho thấy nước này vẫn chưa tung ra đòn quyết định. Các phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho rằng cuộc phản công bắt đầu vào ngày 8 tháng 6, tức là khoảng một tuần trước. Các chuyên gia tin rằng chiến dịch sẽ còn kéo dài vài tuần. Mặc dù nhận được hàng tỷ đô la viện trợ quân sự từ phương Tây, nhưng quân đội Ukraine vẫn thiếu vũ khí, đặc biệt là đạn pháo. Vì vậy điều quan trọng là phải sử dụng vũ khí đó một cách cẩn thận. Giao tranh đã nổ ra ở hai khu vực chính, Okhip và Zaporozhia, và phía đông Velika Novosinka ở Donetsk. Tại Okhip, lực lượng mặt đất của Ukraine đang tấn công vào điểm tiếp giáp phòng thủ giữa lữ đoàn Spetsnaz số 22 và số 45 của Nga. Theo hướng Velika Novosinka, các lực lượng Ukraine cũng đang tấn công dọc theo một điểm nối khác giữa trung đoàn súng trường cơ giới số 60 và lữ đoàn súng trường cơ giới số 37. Việc tấn công vào các điểm tiếp nối hoặc danh giới phạm vi phòng thủ giữa hai đơn vị chiến đấu khác nhau sẽ khiến công việc của quân phòng thủ khó khăn hơn nhiều vì hai đơn vị phải phối hợp trong một nỗ lực phòng thủ chung. Các cuộc tấn công bằng pháo binh cũng đã tăng lên với các cuộc tấn công bằng tên lửa có điều khiển được triển khai từ phía sau phòng tuyến của Nga. Việc khống chế được hỏa lực pháo binh Nga sẽ làm mất đi sự hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị tiền tuyến và sẽ giúp cho các đơn vị tấn công Ukraine xâm nhập vào trận địa dễ dàng hơn. Giai đoạn hiện tại của cuộc phản công được các chiến lược gia quân sự gọi là các hoạt động định hình. Thay vì tấn công tổng lục cả hai bên đang cố gắng định hình chiến trường thành một môi trường có lợi cho bên mình thông qua các cuộc không kích, tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh cũng như các hoạt động trên bộ. Những nỗ lực định hình diễn ra ở cả cấp độ chiến lược và chiến thuật. Ở cấp độ chiến lược, Ukraine đang tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào các cơ sở lưu trữ và lọc dầu của Nga ở phía tây nam đất nước, nhằm ngăn chặn nguồn cung nhiên liệu cho các lực lượng phòng thủ nhiều khả năng ukraine sẽ tiến hành các cuộc không kích khác nhằm phá hủy các kho đạn dược đặc biệt là kho đạn pháo của nga các lực lượng ukraine cũng tìm cách làm gián đoạn sự chỉ huy và điều hành của các đơn vị nga bằng việc tấn công vào các sở chỉ huy mục tiêu trọng yếu mục đích cuối cùng của các hoạt động này là khiến các đơn vị quân đội nga không còn nhiên liệu đạn dược cũng như khả năng chỉ huy và kiểm soát hạn chế nghiêm trọng khả năng chiến đấu của các đơn vị nga trên chiến trường theo các chuyên gia phương Tây, dù ở mức độ khá thấp, nhưng thao tác định hình chiến thuật vẫn có thể mang lại hiệu quả. Các cuộc tấn công, chẳng hạn như cuộc tấn công vào Bengorod, đã buộc Nga phải đưa các lực lượng tới các khu vực không quan trọng để phòng thủ, đề phòng các cuộc tấn công trong tương lai có thể xảy ra. Các cuộc giao tranh ở Zaporozhia và Donetsk có thể chỉ là những chiến thuật nghi binh được thiết kế nhằm lôi kéo các lực lượng Nga ra khỏi những địa điểm quan trọng trước khi tung đòn quyết định tuy nhiên nhiều chuyên gia vẫn nhận định cuộc phản công của ukraine sẽ không dễ dàng mặc dù các lực lượng nga cũng đang gặp khó khăn về nhân sự được đào tạo vũ khí nhưng các kỹ sư nga cũng đã xây dựng được hàng chục khu vực kiên cố trên khắp chiến tuyến mục tiêu là làm chậm bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào của ukraine giúp lực lượng nga có thời gian tấn công vào các đơn vị cơ giới mũi nhọn của kiev bằng không quân và pháo binh các lực lượng vũ trang Ukraine mặc dù có kinh nghiệm trong chiến đấu phòng thủ ở biên giới từ năm 2014 đến năm 2022 và các hoạt động phòng thủ trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, nhưng lại không được huấn luyện để tiến hành các hoạt động tấn công tổng hợp quy mô lớn. Hiện tại, NATO và các lực lượng vũ trang đồng minh đã huấn luyện 12 lữ đoàn tấn công cho Ukraine. Dự kiến những đơn vị này sẽ tham gia cuộc tấn công chính theo tiêu chuẩn hiện đại. Các lữ đoàn này vẫn chưa được xuất hiện trên chiến trường. Điều đó cho thấy đòn quyết định vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề lo ngại, các cuộc tấn công của Ukraine sẽ tiêu hao nhiên liệu và đạn dược với tốc độ nhanh chóng. Vì vậy Ukraine phải có khả năng duy trì các đội xe chở nhiên liệu và đạn dược khổng lồ. Cuộc tấn công ban đầu của Nga thất bại một phần vì hệ thống hậu cần không thể duy trì và nếu Ukraine cũng xảy ra điều tương tự, nó sẽ khiến cuộc phản công thất bại. Diễn biến trên chiến trường vẫn rất khó nói tất cả vẫn chỉ là sự suy luận từ các chuyên gia. Tuy nhiên, những suy luận này có cơ sở và bên nào giành được lợi thế trong việc định hình chiến trường thì sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn trong cuộc xung đột này. Giới phân tích còn cho rằng, ngoài những áp lực từ chiến trường, Ukraine phải chịu sức ép làm hài lòng các đối tác quốc tế, những nước đang cung cấp vũ khí cho quốc gia này, đồng thời duy trì nỗ lực đẩy lùi một mối đe dọa của Nga trong tương lai. Trong cuộc phản công mới nhất này, Kiev cần phải chứng minh cho các đối tác quốc tế thấy rằng việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho họ là điều đúng đắn. Nhưng Nick Reino, nhà nghiên cứu tại Viện các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, Russi cho rằng, những vũ khí ra phương Tây tài trợ không phải là viên đạn bạc dành cho quân đội Ukraine. Ông nói, quân đội Ukraine đang tiếp cận rất nhiều khí tài quân sự từ phương Tây, nhưng tôi cho rằng điều này vẫn khó thay đổi hoàn toàn hiệu quả hoạt động của họ. Theo nhà phân tích này, phần lớn thiết bị phương Tây tài trợ cho Ukraine được quyết định bởi thứ mà các nhà tài trợ cho là thuận tiện, thay vì những thứ mà Ukraine cần. Ngoài vấn đề tích hợp khí tài quân sự mới và hoạt động quân sự của mình, Ukraine còn phải đối mặt với thách thức xử lý một lượng lớn trang thiết bị và vũ khí không đồng bộ. Còn chuyên gia Andrew Tusa, cố vấn Chung và Đông Âu tại Teneo, một công ty tư vấn rủi ro chính trị lưu ý, việc Ukraine lên kế hoạch phản công trong thời gian dài và sự xuất hiện của các loại vũ khí tiên tiến của phương Tây càng làm gia tăng thêm kỳ vọng đối với Ukraine, nhưng điều này về lâu dài có thể gây phản tác dụng. Cùng chung quan điểm trên, chuyên gia Rayner nhận định, các cuộc thảo luận về cuộc phản công đã đặt ra những kỳ vọng phi thực tế đến mức Ukraine phải buộc chấp nhận mọi rủi ro. Những bước tiến chậm chạp của Kiev trên chiến trường có thể gây thất vọng. Theo ông, những ai mong đợi một vụ nổ Big Bang từ cuộc phản công này, cũng như việc Ukraine nhanh chóng giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Nga trong thời gian ngắn có thể sẽ phải thất vọng. quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxify xin cảm ơn vì đã ủng hộ